xin chào các bạn. Xin giới thiệu, đây là một chiếc tuabin gió cực mạnh. Đây nữa cũng là một chiếc tuabin gió cực mạnh. Nào, chúng ta cùng quay nhá. Khi quay thế này thì cánh quạt sẽ quay và sẽ tạo ra gió rất là mát. Chúng ta thử xem sức mạnh của nó đến đâu nha. Chúng ta thử xem nha. Như đây. Tuabin của mình đang quay và làm gió, tạo ra gió để tuabin khác quay cùng. Nào vừa thử quay thật mạnh xem nha. 1, 2, 3. Quay nhanh. Quay nhanh dần nào, mạnh lắm. Là cái tuabin kia gần đổ rồi. Quay gió mạnh đến nỗi có thể thổi đẩy cả một tuabin kia bay được. Đi, mà tuabin đã bị đổ rồi. Nào, để lần nữa xem nào. Tuabin này thổi ra tuabin kia. Quay nha. Chúng ta cùng quay hai tuabin này. Thử xem tuabin có thử đẩy ra cái máy cẩu này không nha. Tuabin rất là mạnh, không đẩy được máy cẩu, không đẩy được máy ủi cũng rất nặng. Nào, xem em bé nào, quạt em bé nha. Nào, thế bây giờ em bé lái máy ủi có vất không? Em ủi rất là nắng nha. Hôm nay trời nắng rất là nóng lắm đấy nha, toát hết mồ hôi rồi nè. Bây giờ quạt cho em bé nha. Bây giờ để lấy tuabin quạt cho em bé nha. Nào, 2, 3. Ui, mát quá. Thích quá. Nào, quạt đằng trước. Thích quá. Nào, quạt nữa đi nào. Quạt đằng sau. Mát quá. Chà. Đấy, các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy, nào. Quạt mát đấy. Nào, đến lượt máy xúc nào. Máy xúc đứng đây để quạt mát nhá. Đấy, chú lái máy xúc đây này. Đây, chú lái máy xúc này. Chú công nhân lái máy xúc mặc áo màu xanh đấy, đội mũ màu xanh đấy. Lái máy xúc trong cabin mùa hè này thì nóng lắm đấy. Chú công nhân đã toát hết mồ hôi rồi. Nào, giờ thì chúng ta quạt cho chú công nhân nha. Thích quá, mát quá. Nào, quạt nào, mát quá. Thích quá. Đó. Quạt từ trên xuống cho chú công nhân nha. Thích quá. Chú công nhân thế đỡ nóng chưa? Ráo mồ hôi rồi đó. Để rất mát đấy nha. Nào, đứng đây, xếp hàng lại để quạt cho cả hai cùng một lúc nào. Đó. Nào, hai cái cùng quạt. Em bé lái máy ủi lẫn chú công nhân đều được mát rồi đấy nha. Nào, quạt nào.
mát chưa này. Xin cảm ơn bạn Tin Gió nha, xin cảm ơn bạn nha, các bạn đã làm cho em bé lá mê củi này và chú công nhân lá mê súc đều được mát, đỡ nóng trong mùa hè rồi, cảm ơn nha. Ồ, không có gì, chủ yếu là quạt mát cho mọi người mà. Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký để xem những video mới nhất của chúng tớ nha. Xin chào tạm biệt.